Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Võ Thành Đô chủ trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội đánh giá tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những vấn đề nổi lên tại địa phương đơn vị trong tháng 5 năm 2023 các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong tháng 5 trong cán bộ đảng viên và nhân dân nổi lên là việc triển khai thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023, việc tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân, tình hình dịch bệnh COVID-19, bệnh dạy trên địa bàn tỉnh. Dư luận cũng thể hiện sự quan tâm đến các công trình, dự án trọng điểm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động tôn giáo. Thông tin tại hội nghị đại biểu cho cho biết tại huyện Châu Thành, việc cung cấp điện bị gián đoạn nhiều lần trong đêm, các khu vực chăn nuôi xả thải trực tiếp ra nguồn nước công cộng gây ô nhiễm môi trường. Huyện Ba Tri, người dân chưa đồng tình với việc nhận tiền hỗ trợ di dời nhà tạm chòi tạm thuê tại khu đất lạc địa. Lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre đề nghị thời gian tới, các sở ngành cần quan tâm đến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và về hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 6, nhiều quốc tế thiếu nhi, ngày gia đình Việt Nam, tháng hành động vì trẻ em. Tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, các hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn, công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học cao đẳng, các vấn đề xoay quanh công tác tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.